phân khúc theo tâm lý học. Khi phân khúc theo tâm lý thì chúng ta sẽ có những cái như sau. Thứ nhất là phân khúc theo địa vị xã hội. Cái này nó cũng liên quan đến thu nhập hồi nãy, nhưng mà chúng ta chia thành ở trong này để cho chúng ta hiểu sâu hơn một chút. Địa vị xã hội có nghĩa là một cái người mà họ ở một cái địa vị khác, có thể không phải ở thu nhập cao, nhưng địa vị xã hội của họ là những cái người ví dụ như là các cái giáo sư, tiến sĩ hay gì đó, họ có thể thu nhập không cao. Nhưng mà địa vị xã hội của họ thì như nào? Họ sẽ ở một cái vị thế rất là khác. Và nếu mà ở cái phân khúc này thì họ có những cái nhu cầu gì ạ? Ví dụ như là một cái người mà thu nhập không cao nhưng mà địa vị xã hội của họ rất là cao, ví dụ quan chức hay gì gì đó, tất nhiên là quan chức xịn. Họ sẽ có những nhu cầu gì? Họ sẽ có những điểm chung gì? Điểm chung của những người này là như thế nào? Muốn tiền. Chưa chắc. Bởi vì họ sống không cần tiền, bởi vì là họ đổi bằng cái khác, không cần tiền. Tôn trọng. Đúng rồi. Tức là họ cần gì ạ? Cái nhu cầu của họ theo cái phân khúc này là họ cần một cái gì ạ? Một cái nhu cầu được tôn trọng, được công nhận nhiều hơn. Các bạn hình dung ra chưa? Vì họ không có tiền nên họ phải được công nhận nhiều hơn. Hình dung ra chưa? Theo tâm lý thứ hai, đấy là chúng ta cũng có thể phân khúc theo phong cách sống. Phong cách có nghĩa là gì ạ? Phong cách có nghĩa là một cái sở thích hoặc là một cái gì ạ? Cái tính cách được bộc lộ ra ngoài bằng và thời trang, bằng gì ạ? Thiết kế lối sống. Các bạn hình dung ra thì nó cũng gọi là phong cách sống. Ví dụ như là phong cách sống của một số người có thể là phong cách rất là tiết kiệm, rất là giản dị, đấy là một phong cách. Hoặc là phong cách của một số người thì rất là thích cá tính, đúng không ạ? Đầu lúc nào cũng phải keo bóng mượt, cho là gì, có thể là xăm xếp gì đấy, thì đấy là phong cách. Các bạn hình dung ra chưa? Hoặc có người thì nhìn rất là điềm đạm nhưng mà rất là lịch lãm, lúc nào cũng đồng hồ, điện thoại xịn, đúng không ạ? Mặc dù thu nhập không cao lắm, vì đấy là phong cách sống của họ. Các bạn hình dung ra chưa? Và nếu phân khúc theo cái này thì tâm lý của họ là gì ạ? Tâm lý của những người phong cách sống là gì ạ? Họ có những dạng tâm lý giống nhau. Các bạn hình dung ra chưa? Ví dụ như là phong cách sống mà một cái người cá tính mạnh thì tâm lý của họ là gì? Tâm lý chung của họ là gì? Trong mua sắm thường thì họ sẽ chọn những cái đồ gì? Đồ rất là độc lạ. Họ sẽ không chọn những cái đồ gì ạ? Mà theo đám đông, được chưa? Còn những người mà phong cách sống gọi là rất là giản dị, bình thường thì họ sẽ gì ạ? Sống mua những cái đồ đơn giản, đúng không ạ? Rồi là nói chung là cần sự tham khảo của người khác. Người khác mua như nào thì họ sẽ mua như vậy, đúng không ạ? Cái thứ ba chúng ta có thể chia được, đấy là chia theo gì ạ? Tính cách. Hay các bạn có thể gọi là cá tính, bởi vì tính cách thì nó không bộc lộ nhiều bằng cá tính. Phong cách sống là nó bộc lộ của cá tính, hình dung ra chưa? Nhưng tính cách chưa chắc, cái tính cách của họ được bộc lộ ra như vậy, được chưa? Tính cách này nó nói lên một cái điều là nếu chúng ta hiểu được, các bạn biết là con người có mấy nhóm tính cách không ạ? Hả? Bao nhiêu nhóm tính cách? Nó chia thành khoảng 4 nhóm tính cách lớn. Trong những cái nhóm tính cách lớn nó chia ra nhiều nhóm tính cách nữa. Các bạn hình dung ra chưa? Nhưng mình hiểu được cái nhóm tính cách này, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hành vi mua hàng của họ. Ví dụ có một số người có cái tính cách là rất là nhút nhát, đây là tính cách của những người trầm tư nhút nhát, thì cái lúc mua sắm họ sẽ như thế nào? Bất cứ hành vi gì trong cuộc sống của họ cũng đều rất là nhút nhát, họ rất là dè dặt, thì mua sắm họ cũng rất là dè dặt. Nhưng những người đấy nếu đã được thuyết phục thì họ là người gì ạ? Họ là người cực kỳ trung thành. Tại sao? Vì họ dè dặt nên họ rất là sợ, đúng không? Họ rất là ngại thay đổi. Các bạn hình dung ra chưa? Và chúng ta phải biết tính cách của từng cái nhóm đấy để chúng ta đánh vào.
Ok, còn những cái người tính cách mà gọi là tính cách luôn luôn đổi mới, tính cách luôn muốn tìm một cái mới, tính cách người ta gọi là tính cách khám phá, người khám phá ấy, thì các bạn biết là lúc mua sắm họ sẽ như thế nào? Họ sẽ ưu tiên cái gì? Mới. Ưu tiên mới, ưu tiên những mẫu mới, được chưa ạ? Và phân khúc, với những cái phân khúc đó chúng ta đánh vào thì bắt buộc chúng ta phải gì? Phải ra mẫu mã mới thường xuyên để có thể giữ được những cái phân khúc đấy. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Thì đấy là ba cái phân khúc theo tâm lý, được chưa? Còn rất nhiều cái nữa nhưng mà tôi chỉ đưa ra một số cái lớn thôi để cho các bạn hình dung là khi chúng ta làm chúng ta sẽ dễ làm, được chưa?